Dạ con xin mến chào tất cả quý cô chú chị và các bạn trên kênh Bonsai Lộc Tỉnh Miền Tây. Chúc quý cô chú ngày mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an. Thì hôm nay mời cô chú cùng ghé lại vườn của con để giao lưu một số cây, hai cây thôi cô chú ơi. Hôm nay con quay có hai cái cây, là một cây lâm vồ với một cây khế. Rất mong cô chú anh chị xem, nếu có yêu thích thì ủng hộ cho con, không thì mình xem vui giải trí nha cô chú. Thì đây là cây lâm vồ, thì con cũng mới lấy về, thì người ta cũng chơi lâu rồi, tay cành này sửa 5 năm mà. Thì hôm nay con mới cắt lại nè, cắt lại cho gọn, nó gheo lúng phúng mầm hết trơn, cây khỏe lắm cô chú. Cái dáng cổ lão thôi, rồi với một cây phôi khế của chú ơi, phôi khế chua. Rồi hôm nay con cũng có nhờ em Đô đứng đo giùm con, mời cô chú cùng theo dõi. Rồi đầu tiên là cây khế chua hả cô chú, cây khế này cũng ba mấy tuổi rồi. Rồi chiều cao nó khoảng 2 mét cô chú ơi. Em giơ cái thước lên cho cô chú hình dung luôn, từ mặt bầu lên thấy cô chú là 2 mét. 2 mét có hơn nha, mình tính 2 mét đi. Dạ 2 mét. Đó. Chiều cao là 2 mét. Là một cái phôi thôi cô chú. Rồi em đo cái hoành thân cho cô chú xem luôn nha. Hoành thân này khá lớn nha, nãy con đo là nó trên 80 á cô chú. Nếu vị trí này là 83 hả cô chú, mình tính 80 đi cô chú ơi. Ở trên này nó cũng vậy đó cô chú ơi, cây nó nâng lắm, 79-80. Có khúc này nói chung là nó lớn nhỏ, trên đó thì cũng 8 mấy luôn, 83 luôn. Rồi mình tính 80 hết hả cô chú. Thoát thân lên nhiều em, thoát thân tới cái cành đó, cái chân cành lớn 104 1m hả cô chú. Đặc biệt đó, cây này là có hai cái cây tử. Hai cây tử nó cao lên mà con cắt bên thấp bên cao, cây tử nó mọc từ cái rễ ra nha cô chú, nó rất là khỏe luôn chứ không phải là cây con. Đây, nó mọc từ cái rễ ra. Thì cái đế nó cũng đều thôi cô chú, không có xuất sắc lắm nhưng mà đều. Để con đi vòng cho mình xem ha. Cây thì già lắm rồi. Đó. Cây này thì mình chơi phong cách đó cô chú, mình chơi chỉ ít nhánh thôi. Này cái mặt này con cho cô chú xem, trời nắng hơi chá, mong cô chú thông cảm. Rồi cái đó là cái ngọn cô chú, ở trên đây có một cái chân cành nè, mình đánh một cái tàn rớt xuống ha. Đó. Còn cái này á thì theo ý con là nếu mà nuôi mình cắt ngắn lại đó, mình lấy một cái cành qua đây, còn ở dưới này thì mình lấy một cái cành ra đây. Cây này khá là nặng nha cô chú, nặng lắm cô chú ơi, xe nâng mà nâng á chứ mình làm tay không nổi cô chú. Cái bầu em đo cái đường kính bầu giùm anh đây đâu. Đường kính bầu là đường kính đế luôn nha cô chú. Đường kính bầu là 94. 94 ha cô chú. Đó. Thì cái đế nó ra hết cái bầu nè. Cái đế nó dữ lắm mà con cắt lại nó còn chín mấy đó nè. Cái cọng đế nè cô chú. Cọng đế này cũng to lắm. Nói chung cây nó già lắm nè cô chú ơi. Cây nó già, khế chua nha cô chú. Chua lè luôn. Đó, một cái khế chua lè luôn. Đây, phía trên này một lần nữa cho cô chú xem bên đây. Đó, cái đó là cái ngọn ha. Ở trên này cô chú con thấy là nó có mấy cái con cũng có những cái lỗ đó cô chú, nhưng mà nó không sao hết trơn, khế già thì nó vậy đó. Còn cây cái mình nó đặc lắm. Đó, xa xa vậy đó. Rồi, một cái khế chua, để con đi quay chính cái mặt chính đó, có hai cây tử cho chú xem luôn, hai tử nằm ngang cho chú xem luôn. Đó, hai cây tử nó cao lên mà con cắt cây thấp cây cao vậy đó cô chú. Rồi cây này con xin phép được giao lưu giá là 7 triệu hết cô chú, bao ship 200 km. Cái này rất là nặng nha cô chú, rất là nặng luôn, 80 hoành, trên 80 hoành. Thì mình chơi hai cái tử hai bên, có cái tàn nhánh ra đó thì mới ra hình hài được. Cái này là cái phôi thôi cô chú, hai cô chú. Còn số điện thoại của con thì con để trên màn hình, rất mong cô chú anh chị xem clip ủng hộ cho con. Thì giá là 7 triệu ha, con bao ship 200 km. Thì tiền bứng với tiền ship không cũng hết luôn rồi cô chú ơi. Cái phôi khế này, cái bầu nè, đế thì con chưa có môi thêm ha, mấy cái này nó còn cắm xuống nữa nè. Cái này mình không có khai thác cái gì thêm hết. Cây rất là khỏe, tại vì cây nó mọc ở trong cái gần cái rễ dừa cô chú, cho nên cái bầu nó rất là vững, không bao giờ nó có cái chuyện mà bể bầu hết. Đó.
trên thân. Cây rất là già. Chủ nhà nó là ba mấy năm á cô chú. Rồi giá là 7 triệu ha, con bao ship 200 km cho mình luôn. Rồi tiếp theo con mời cô chú xem cái cây lâm vồ nè. Clip này thì con quay nhanh hai clip, hai cây cho cô chú xem. Rồi, em quay đúng không? Rồi đây là cây lâm vồ ha cô chú. Nó cùng họ cây bồ đề á cô chú. Cái lá nó cũng tương tự nhau nhưng mà nó khác nhau ha cô chú. Đây, lá lâm vồ đây. Thì cô chú thấy con cắt toàn bộ mấy cái này nó phúng tược hết trơn ha. Tại vì cây này cây người ta đang chơi cô chú ơi. Thì con mua lại. Cái này về mình vô cái chậu dĩa đẹp đẹp á, mình để mình trưng. Tay cành thì nuôi 5-6 năm mà. Em cho cái anh cái chiều cao từ cái mặt lên luôn. Chiều cao đó là 116. Không tới cái ngọn luôn á. Tới ngọn. Đúng rồi, nếu mà tính luôn cái ngọn tàn luôn là nó khoảng 1,5 m không? Dạ 134. Rồi, 134 là tới mặt chậu thôi ha cô chú. Cây nó dạng bonsai luôn. Ngang là 136. Rồi, ngang là 136 luôn. Đó. Rồi mình đo cái thân đi. Cái thân thì cũng đo nhiều vị trí ha cô chú. Nếu mà sát ở dưới này thì nó ra là 85 cô chú ơi. Còn nếu mà trên này luôn. Trên này nhiều vị trí đi em ạ. À. Ừ, khoảng này đi. Nó còn 73 cô chú. Ở trên này thì nó ốm hơn nữa ha. Nó dốc từ từ lên ha cô chú. Cây một cái tàn dáng đa thiên nhiên nữa cô chú. Cây già, đặc biệt nó có lắc cái này. Mình nhìn cái cây nó cũng hài hòa lắm. Em đo nguyên cái quạnh cái đế luôn rồi. Để anh đi vô chi tiết cho cô chú xem luôn. Đó, cái đế thì cộng thước dây gì đó cô chú, nó hơn 1,5 m ha. Nếu mà cô chú muốn vô cái chậu này á, thì chiều dài nó tầm khoảng cỡ 2 m đó cô chú. Chiều dài của cái chậu này khoảng 2 m. Chiều ngang thì khoảng 1 m đó. Chiều ngang luôn, em đo cái chiều ngang chỗ rộng nhất giùm anh cái đồ. Chiều ngang chắc khoảng 1 m mấy á cô chú. Từ đây qua đây ha. Từ đây qua. Đó. Chiều ngang nó vẫn 88. 88 ha. Cái chậu khoảng 1,2 m hả cô chú. Cái chậu bề ngang 1,2 m. Bề dài 2 m. Đó. Bộ đế nó vậy nè cô chú. Thì tay cành nó đóng cũng đều hết trơn à. Em đo cái tay cành nó gớt xuống là nhiêu vậy đâu. Bên kia ở phía sau á. Đây nè, tay cành này nè. Tay cành chính lớn nè, nó gớt ra tới đây nhiêu vậy? Chiều dài của nó. Đúng rồi. 69. 69 hay cô chú? Đo cái hoành luôn cho cô chú hình dung. Hoành là 23. Rồi, 22. Ở trên này cô chú nó có cái đặc điểm này. Nó có cái lũa mà kéo lại nè cô chú. Cây nó già đó. Rồi, rồi có những cái rễ này, cái rễ buông cái nó ôm vô cái cây vậy nè cô chú. Tại cành nó lớn hết trơn, người ta sửa dây biết bao lâu hết trơn. Phía sau này cũng có ha, để con đi mặt sau cho cô chú xem. Đi cái có một cái cọng rễ này nó từ đây ra đây nhiêu vậy đâu. Cọng rễ chính lớn á cô chú. Nó bò ra vậy nè. 72 ha. Đây cô chú. Cọng rễ này nó cũng bị sam sam lũ lũ ha. Đây. Nói chung trên thân thì nó cũng vậy nè. Có những cái chỗ u cục lồi lõm nè. Nhưng mà cái dòng này thì nó không có vấn đề gì hết hết cô chú. Đây, phía cái vách đế này rất là đẹp. Đây. Ở đây cũng có con cọng dương ghe nữa nè. Nếu cô chú không thích mình cắt ngang đây cũng được, nhưng mà con nghĩ là mình để nó vẫn đẹp hơn thôi. Đây. Rồi cái mình nó nè cô chú, nó có cái cọng cái rễ nó kêu bằng cái gì đó con không rành, nhưng mà cái này nó ôm xuống. Cái rễ nó ôm xuống tới dưới này. Đó. Rồi con vịt cọng dây á, tại vì cái nhánh này nè cô chú, nó hơi dương lên chút xíu. Nếu mà mình thích nó dương lên thì mình bỏ cọng dây ra, chứ không cọng dây này không có gì hết. Còn thì con thấy nó mình chịu nó xuống á, thì nó sẽ hay hơn, cho nên con vịt cọng dây xuống cho nó không có vấn đề gì hết. Toàn bộ là phúng mầm ra hết. Cây đang ở trong chậu lấy ra hả cô chú. Cái chậu nó cũ lắm rồi. Mình không xài được nữa. Này về mình vô chỗ đẹp mình chơi luôn.
Đây cô chú, phía bên mặt bên đây ha, đây cái dách này nè, này có những cái rễ của nó ra nè cô chú. Mấy cái này thì bao sống luôn đó cô chú, không có vấn đề gì hết, lồi lõm nè. Cái dòng này giống như xanh, giống như gừa bông, gừa si, búp đỏ rồi này nè cô chú, người ta còn đục lỗ nữa. Còn cái này thì cái này nó lỗ hết tự nhiên lâu rồi cô chú ơi. Nè, trên này nó cũng có nữa ha, chỉ rõ cho mình ha. Cái thân thì nó rất là lắc lượng, uốn ẹo, tay cành đầy đủ, ngọn thì đầy đủ luôn cô chú ơi. Về mình thích thì mình cắt thêm lượt lại cũng được. Con cây ghệ chính nó đưa ra chè bè luôn, em đo cái đường kính ngang này, cọng ghệ này cũng tương đối to hả cô chú? Đúng rồi, đúng rồi. 15 ha. Còn nếu mà đo cái khoảng này nè, đo cái chiều đứng á, đo chiều đứng á, đúng rồi, đứng thì khoảng 13 13 thôi nha, 13 hả cô chú. Nè chiều đứng như vậy nè, nó chưa được con gan mình đó, mười mấy, 12 13 đây. Còn bên đây thì ghệ nó bậm bậm, nó cuộn cuộn vậy đó. Rồi đo thoát thân tới tay cành thứ nhất giùm anh coi, giờ là 69 69 hai cô chú nè. Cái tay cành người ta bẻ khúc khỉ lắc lượng lắm nghe cô chú, cái này cũng vậy á. Mặt này là mặt sau, mặt này là mặt hậu cô chú ơi. Trong cây cũng khá là quái. Rồi con quay lại cái mặt chính cho mình xem. Cái đọt đó ra cô chú, lá nó đỏ 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 hồng hồng như nè cô chú, đẹp lắm. Đó, mặt chính là mặt này. Cái chậu là khoảng 2 mét hả cô chú, cái chậu nếu mà vô cây này thì khoảng 2 mét, 1 mét 2, 2 mét. Chiều rộng khoảng 1 mét 2. Rồi cái này con xin phép được giao lưu giá là 10 triệu ha cô chú, ba ship 200 km cho mình luôn. 10 triệu ship 200 km luôn. Đây, cái dách nó nở lắm một chút, dách chữ E ha. Đó, bàn tay mình đưa vô vậy nè. Rồi lên đây nó lắc nhẹ qua đây ha, xong nó lắc ngược lại. Chúng tạo thành một cái cây dáng lão đứng hiên ngang, nhìn cũng khá là có duyên. Đặc biệt là hai bộ đế nó chảy ra hai bên. Lâm vồ hả cô chú, chứ không phải bồ đề ha, là cây lâm vồ. Nếu cô chú muốn ngắn hơn thì mình về mình có thể rút lại theo ý mình chơi. Cái rễ nó buông từ mấy trên này xuống, cô chú nó ôm là mấy cái cọng dây này nó như căng như dây đàn, cứng ngắt luôn cô chú. Nó tạo cho cái cây nó cũng có cái điểm quái quái. Nó buông tùm lum hết trên này cô chú, nó chèn nhau tùm lum hết trên. Ở đây nó cũng có cọng rễ từ trên này nó xuống, từ trên này nó xuống, nó ăn cắm xuống tới mặt đất luôn nè cô chú, cắm xuống mặt đất luôn. Đó. Giá là 10 triệu ha cô chú, con bao xếp 200 km cho mình. Rất mong cô chú xem, nếu có yêu thích thì ủng hộ cho con. Con xin chân thành cảm ơn. Đây là cây khế thì giá là 7 triệu ha, cũng bao xếp 200 km luôn. Cây này bao xa cũng được cô chú ơi, cây này nặng lắm, phải xe nâng nâng lên. Nó to cũng khá to, 80 quạnh thôi. Cây này thì mình chơi dán trực một vài nhánh là được rồi. Con hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những clip tiếp theo với những cái cây bonsai khác nữa. Con xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.